binh diễu hành kỷ niệm 75 chiến thắng Điện Biên Phủ bắt đầu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đồng bào chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế đang hướng về lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Mở đầu cuộc diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là các biên đội trực thăng vũ trang thuộc quân chủng phòng không không quân, quân đội nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc Việt Nam có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử để đất nước nở hoa độc lập, phồn vinh, hạnh phúc. Nhiệt liệt chào mừng khối quân kỳ do đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài. Trên quân kỳ quyết chiến quyết thắng tung bay, lấp lánh tấm huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành lớn mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việt Nam cùng với những âm thanh hùng tráng ngân vang đang tiến vào lễ đài. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những âm thanh hào hùng của các chiến sĩ quân nhạc như tiếng kèn xung trận tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc bộ đội ta xung phong chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đó đang cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng đầu rung lửa sắt, 56 ngày đêm quét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn, với các đại đoàn 308 quân tiên phong, đại đoàn 312 chiến thắng, đại đoàn 316 bông lau, đại đoàn 304 vinh quang, đại đoàn công pháo 351 và trung đoàn pháo cao xạ 367 góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, nòng cốt để xây dựng các quân đoàn chủ lực, lực lượng pháo binh, công binh, phòng không của quân đội ta. Khối sĩ quan lục quân đại diện cho binh chủng hợp thành Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng, lực lượng lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, chiến đấu anh dũng, lập nên những chiến công hiển hách, từ Pha Cách Nà Ngần đến Điện Biên Phủ, từ núi thành Plymouth đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Khối sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trải qua gần 70 năm xây dựng trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam được tôi luyện phát triển ngày càng lớn mạnh, chiến đấu chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thêm lục địa, xây đắp nên truyền thống chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khối sĩ quan phòng không không quân đang tiến vào lễ đài. Phát huy truyền thống trung thành vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí
sáng tạo, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội phòng không đã bắn rơi 62 máy bay Pháp. Tháng 12 năm 1972, bộ đội phòng không không quân cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B-52, góp phần làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, tiêu biểu cho khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam, xứng đáng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối sĩ quan biên phòng. Trong suốt 65 năm qua, bộ đội biên phòng luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển với các nước láng giềng, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khối sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn, quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam trên biển, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, lập nên truyền thống, kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ sĩ quan quân y đang tiến vào lễ đài. Cùng với đội ngũ thầy thuốc quân y, các nữ sĩ quan quân y luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cấp cứu điều trị thương bệnh binh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975. Ngày nay, đội ngũ bác sĩ quân y luôn tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phấn đấu rèn luyện theo phương châm sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, xứng đáng với lời Bác Hồ dạy, lương y như tử mẫu. Khối lực lượng tác chiến không gian mạng đang tiến vào lễ đài. Ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, lực lượng tác chiến không gian mạng quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành và địa phương, đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ lực lượng gìn giữ hòa bình của quân đội nhân dân Việt Nam. Hành trình 10 năm xây dựng trưởng thành, các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với bè bạn Nam Châu, đồng nghiệp quốc tế và người dân địa phương. Khối chiến sĩ lục quân, lực lượng nòng cốt của quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Ra đời trong phong trào cách mạng sục sôi, lực lượng lục quân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, mưu trí, sáng tạo, chịu đựng gian khổ hy sinh, nòng cốt trong các trận đánh then chốt quyết định, góp phần to lớn trong các chiến dịch quan trọng, lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc công với truyền thống đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, anh hiểm thắng lớn. Bộ đội đặc công đã làm cho quân thù kinh hồn bạt vía, đóng góp xứng đáng và thắng lợi trong các cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Ngày nay, bộ đội đặc công ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc nhiệm quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lực lượng được tuyển chọn đặc biệt, huấn luyện, rèn luyện đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Khắc
huy những chiến công vẻ vang của tình báo quốc phòng Việt Nam, chiến sĩ đặc nhiệm luôn mài sắc ý chí, ngày đêm luyện rèn, tinh thông nghiệp vụ, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc, nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường. Nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc không quản ngại gian khổ, hy sinh, tích cực tham gia kháng chiến, chăm sóc bộ đội, thương binh, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, làm đường giao thông, cùng với phụ nữ cả nước đóng góp hơn 2 triệu ngày công trong chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên kỳ tích dựng trời đất Điện Biên toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ. Khối nữ du kích Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Những cô ba dũng sĩ với chiếc khăn rằn và nón tay bèo bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi, cùng với quân và dân cả nước làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu. Nữ du kích Việt Nam với truyền thống ái quốc sắt đá, trục soi ý chí, giặc đứt nhà, đàn bà cũng đánh, có vai trò quan trọng trong ba buổi giáp công quân sự, chính trị và binh lịch vận, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước, thỏa mong ước của Bác Hồ kính yêu, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn.